Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học lập trình Suntech. Ở video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chủ đề, đó là về CSS. Và đây cũng là chủ đề mà được khá nhiều bạn quan tâm trong thời gian vừa qua, đặc biệt là những bạn mới. Mình có nhận được rất nhiều email cũng như là cái feedback từ rất nhiều nguồn như YouTube hay là fanpage hỏi về làm sao để có thể học CSS hiệu quả và làm sao để đạt được cái tiến độ học tốt nhất trong thời gian ngắn nhất mà chúng ta có thể làm chủ và xây dựng được bất kỳ một giao diện nào. Thì đấy là một trong những cái câu hỏi mà rất nhiều bạn quan tâm. Đó, thì trong quá trình mình tiếp xúc với các bạn, đặc biệt là những bạn mới hoặc là những bạn mà đã bắt đầu học CSS được một thời gian rồi, thì sẽ có lúc các bạn ấy cảm thấy là tại sao mình nắm được khá nhiều thuộc tính CSS rồi nhưng vẫn không thể xây dựng được một trang cụ thể, hoặc là khi mà các bạn bắt đầu với một giao diện nào đó thì các bạn thường bị lúng túng, các bạn bối rối và không biết là mình sẽ bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào. Và các bạn mình thấy có một cái đó là thiếu cái kỹ năng phân tích một cái giao diện. Có thể là các bạn nắm được các thuộc tính CSS rất là tốt rồi, có nghĩa là các bạn nắm được việc là thuộc tính này dùng như thế nào và nếu dùng như thế này thì kết quả ra làm sao. Tức là các bạn đã thuộc cả cái thuộc tính đấy rồi, hiểu được cả ý nghĩa của từng thuộc tính rồi, tính chất của từng thuộc tính rồi. Nhưng đến khi dựng một giao diện đơn giản thôi thì các bạn lại không làm được. Thì đấy là cái mà mình thấy nó khá phổ biến ở rất nhiều bạn, và những bạn mới cũng vậy, chủ yếu là những bạn mới. Thì mình quyết định làm tutorial này để hướng dẫn các bạn học CSS từ chưa biết gì cho đến khi mà các bạn có thể dựng được một giao diện hoàn chỉnh. Và cái kiến thức mà các bạn học được trong tutorial này nó chính là kỹ năng phân tích giao diện và cách các bạn đưa những cái thuộc tính vào trong từng cái giao diện cụ thể để các bạn có thể dựng nó và hoàn thiện nó. Thì trong cái tutorial này thì sẽ có phần Photoshop. Mình ở đây mình sử dụng Photoshop, có rất nhiều bạn chọn những công cụ khác, tất nhiên không vấn đề gì cả. Tuy nhiên thì mục đích cuối cùng của chúng ta là tạo ra được cái giao diện từ cái file design. Đó, đơn giản như vậy. Thì trước khi bắt đầu tutorial này, mình sẽ không đi vào những kiến thức cơ bản. Mình sẽ demo cho các bạn một cái nhỏ nhỏ trước và cùng các bạn phân tích cái giao diện này. Và cũng không hẳn là giao diện, là một cái bài toán nhỏ nhỏ thôi. Chúng ta cùng phân tích và chúng ta sẽ phải sử dụng những cái gì khi thực hiện cái demo này. Thì đó, trước tiên mình sẽ show cho các bạn cái kết quả của cái demo. Nếu sau khi chúng ta làm, đây là một cái form login, nhìn vào thì nó đơn giản thôi. Đó, nó chỉ khác là nó trau chuốt hơn một chút so với cái code HTML thuần. Đó, vậy đối với form này thì chúng ta sẽ phải làm những cái gì, những thuộc tính CSS ở đây là gì. Thì các bạn thấy là cái form này đã được style rồi. Đây, input thì chúng ta sẽ có form này, về HTML chúng ta chỉ có một thẻ form, hai thẻ input và một thẻ button. Đó, một cái thẻ liên kết và những thẻ liên quan, ví dụ như thẻ để thể hiện cho cái icon này. Đó, chúng ta sẽ dùng phông awesome để xử lý nó. Thì nếu mà nhìn giao diện này, chúng ta chỉ thấy là chúng ta chỉ dùng đến HTML và CSS. Nó có thêm một chút nữa ở đây, đó là JavaScript. Ví dụ khi mình nhập password như thế này, đó, thì mình có thể ẩn nó đi và show nó lên như thế này. Đó, thì làm sao để làm được cái việc này thì chúng ta sẽ cùng phân tích khi mà chúng ta bắt tay vào làm cái này. Ok chưa các bạn? Rồi, ok, chúng ta sẽ tiến hành thôi. Thì khi mà các bạn bắt đầu với một trang bất kỳ, việc đầu tiên các bạn làm cho mình đó là các bạn dựng trang lên. Đó, mình sẽ tạo ra một file mới như thế này. Sau đó thì mình sẽ dựng trang, mình sẽ ghi đè lên file này. Mình sẽ tạo ra một cái example 2. Example 1. Mình sẽ để là demo 1 đi. Demo1.html như thế này. Đó, thì các bạn dựng cho mình cái cấu trúc trang lên, ví dụ như là demo CSS suntech.edu.vn. đó, PR một chút. suntech.vn
Ok chưa? Chạy nó lên. Thì chúng ta sẽ chạy nó lên. Thì mình sẽ chạy nó lên chính trang này. Đây nó sẽ là demo. Demo 1 chấm. Để tìm nhau. Chắc là chưa có gì cả. Đó, ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng HTML. Thì việc đầu tiên mình sẽ làm gì? Mình sẽ tạo ra một cái, có lẽ là mình sẽ viết CSS nó riêng ra bên ngoài thì nó ổn hơn. Nhưng trước khi viết CSS thì mình sẽ viết cái thể form, tức là chúng ta sẽ tạo dựng cái phần HTML trước. Đó, thì nhìn vào cái form kia thì các bạn biết là chúng ta sẽ cần những cái gì. Giả sử như vậy. Đó, thì mình sẽ tạo ra một cái form có class ở đây, là ví dụ mình để là login form đi. Login form, được chưa các bạn? Đó. Và đối với một form nó sẽ có hai thuộc tính quan trọng, đó là methods và action. Thì các bạn tạm để trống nhưng các bạn đừng bỏ quên nó là được. Đó, cái này nó sẽ dành cho phía backend nhiều hơn. Được chưa? Rồi, trong form này mình có cái gì? Mình sẽ có input như thế này. Đó, input này mình sẽ có type là email. Vì đây form của chúng ta có email và password. Được chưa các bạn? Đó, và mình có name là email, thậm chí mình có ID cũng là email. Đó, nên đặt ra như vậy. Ok chưa? Rồi, chạy nó lên. Chúng ta chạy nó lên thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái form như thế này. Nhưng form này của chúng ta nó sẽ có một cái phần là do email. Có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái text như thế này. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái placeholder. Nó sẽ là do email như thế này. Đó, được chưa các bạn? Đây, mình chạy nó lên. Đó, ok chưa? Sau đó chúng ta sẽ tạo ra một cái input cho cái gì? Input này của chúng ta sẽ tạo cho password. Thì trong cái input này, tại vì nó có cái mắt icon kia nên mình sẽ bọc nó trong một cái thẻ div. Được chưa? Và trong thẻ div này, mình sẽ có một cái thẻ input có tag là password. Đây, name của nó cũng là password luôn. Đó, được chưa? Và mình đặt cho nó một cái ID cũng là password. Đó, được chưa các bạn? Placeholder do password. Đó, được chưa? Và ở dưới này chúng ta sẽ có một cái thẻ span có class. Cái class này mình sẽ để theo cái phông awesome. Thì cái này nó là kiến thức về phông awesome, các bạn muốn dùng cái gì thì các bạn sẽ đặt tên class là như vậy. Ở đây mình sẽ thể hiện một cái mắt như thế này và mình sẽ có một cái gọi là show hai password. Show password thôi cũng được. Đó, mình sẽ có một cái class như thế này. Ok chưa? Sau đó ngoài cái div này mình sẽ có một cái thẻ liên kết, thẻ A. Thẻ A này mình sẽ có một cái class là forgot. Forgot password, và mình sẽ để đây sẽ là phần forgot password như thế này. Đó, được chưa? Và cuối cùng của cái thẻ form này chúng ta sẽ có một cái button. Button này của chúng ta có tag là submit. Đó, là sẽ như vậy. Sign in. Các bạn cứ để tag submit vào cho được clear. Mình sẽ để là login. Sign in đi. Đó, được chưa? Lúc này mình chạy ra lên. Chúng ta sẽ có được cái giao diện HTML nó đơn giản như thế này thôi. Bây giờ chúng ta muốn chuyển hóa nó thành cái giao diện như lúc trước. Có nghĩa là gì? Nó sẽ chạy ở bên ngoài. Đây. Nó ra giữa màn hình như thế này và format nó sẽ đẹp hơn. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm nó. Ok chưa các bạn? Đó. Sau khi các bạn đã có được cái phần HTML rồi, tức là các bạn đã làm xong phần HTML rồi thì chúng ta sẽ bắt tay vào viết CSS cho nó. Thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái file CSS. Như các bạn biết là mình sẽ sử dụng phông awesome nên là mình sẽ nhúng cái link phông awesome vào. Thì link phông awesome thì các bạn có thể lấy ở trên chính trang chủ của nó. Ở đây mình sẽ tạm thời mình sẽ nhúng cái link phông awesome vào như thế này. Đó, được chưa? Đó, muốn sử dụng nó thì chắc chắn là các bạn phải nhúng vào và nó sẽ có cái link này. Thì các bạn không cần phải nhớ, các bạn cũng không cần bị gõ, các bạn vào copy vào là được. Lát mình sẽ để cái link này ở dưới video này thì các bạn có thể copy nó về và sử dụng. Ok chưa? Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo ra một file CSS.
mình sẽ tạo ra một file CSS để mình nhúng nó vào. Ví dụ trong đây mình sẽ tạo ra một file là style như thế này, style.css. Đó, ok chưa? Chúng ta sẽ nhúng file CSS này vào như sau. Đây, thì đường dẫn này nó sẽ là CSS style như thế này, .css. Đó, được chưa các bạn? Rồi, chạy nó lên thì các bạn thấy là nó đã vào hay chưa? Thì chúng ta thử này. Đây, chúng ta thử, chắc chắn là nó vào rồi đấy. Đó, nó đã vào rồi, nhưng file của chúng ta đang chưa có gì. Các bạn thấy cái mắt này sau khi nhúng cái link phông o sầm vào thì cái mắt này nó cũng đã nhận. Đây, được chưa? Cái class E này. Ok chưa các bạn? Bây giờ mình sẽ định nghĩa CSS cho nó. Thì trước khi định nghĩa, mình sẽ import cái này vào. Đó, import cái phần gọi là Google Phone vào. Cái này để mình sử dụng Google Phone. Đây, mình sẽ import nó vào như thế này. Nó sẽ nằm trong cái URL như thế này. Đây, được chưa các bạn? Đó, và cái phần nhúng phông này thì mình sẽ copy cho nó nhanh. Được chưa các bạn? Sau đó mình sẽ định nghĩa ra một vài cái biến dùng chung để sau này chúng ta sử dụng. Đó, ví dụ mình sẽ để đây là primary. Primary mình có một cái mã màu gì đó, ví dụ như là 08 e. Cái mã màu này là mình đã chuẩn bị sẵn rồi, nên là mình sẽ chỉ có làm theo thôi. Được chưa? Rồi, tiếp tục mình sẽ có một vài cái nữa, ví dụ như là phần phông ở đây mình sẽ sử dụng một cái phông là Tahoma đi mà thôi. Mình cũng sử dụng một cái phông này mình có lấy ở một nơi khác để mà chúng ta sử dụng. Đó, về phần gradient thì thực ra là chúng ta cũng khai báo ở đây, nếu cần thì chúng ta sẽ sử dụng. Thì đối với gradient thì mình sẽ dùng line này, line gradient với một cái mã màu ở đây. Rồi, và một cái tham số màu FF6EC4. Đó, được chưa? Và một cái màu phần phía đuôi nó sẽ là 7873 đi, F5. Rồi, được chưa các bạn? Và mình sẽ có phần bắp shadow sẽ cần đấy. Phần shadow. Phần shadow này thì mình sẽ sử dụng 0015 pixel và mình sẽ dùng cái màu RGB này. RGB này sẽ là 0000 và 0.5. Đó, được chưa các bạn? Rồi, tiếp tục. Mình sẽ định nghĩa một vài cái reset. Như các bạn biết là chúng ta sẽ sử dụng sao. Chúng ta sẽ reset sao cho số dòng sao border before, sorry các bạn, sao after, sao after. Đó, mình sẽ định nghĩa box shrink bằng border box, margin 0, padding 0. Đó, được chưa? Và tiếp theo mình sẽ định nghĩa cho phần body. Với body thì mình sẽ có phông family. Việc đầu tiên mình sẽ sử dụng phông family. Thì phông family nó sẽ là cái phông mà mình đã khai báo ở trên. Các bạn chỉ cần trừ trừ phông ở trên là được. Đó. Tiếp theo mình sẽ để phông size khoảng 1.4. Đơn vị của mình là em. Rồi em như thế này. Và mình sẽ để cái phần overflow hai đợt theo chiều x thôi nhé.
là hai đợt để đảm bảo không xuất hiện cái thanh quận, và phong quyết mình để chung chung khoảng 300 pixel, tức là cái độ in đậm ấy. Ở từng thuộc tính thì mình sẽ giải thích được chưa, là khoảng 300. Rồi chúng ta sẽ chạy nó lên xem có gì thay đổi không. Chắc chắn rồi, các bạn sẽ thấy chữ và mọi thứ nó đang khác đi một chút, được chưa? Rồi tiếp tục, chúng ta sẽ định nghĩa cho phần gì? Chúng ta sẽ định nghĩa cho, ở đây chúng ta có một thẻ A, thì đối với thẻ A thì chúng ta sẽ loại bỏ gạch chân đi, text decoration. Đó, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ loại bỏ gạch chân, tức là chúng ta dựng giao diện từ trên mà xuống, và ở từng phần nhỏ nhỏ thì các bạn sẽ làm gì? Ở từng phần nhỏ đó các bạn sẽ xác định là à, phần này mình muốn gì? Đó, muốn gì thì mình nghĩ đến thuộc tính nào để giải quyết cái bài toán mình muốn. Đó, thì đấy là cái hướng làm, được chưa các bạn? Rồi tiếp tục mình sẽ định nghĩa cho phần input. Đối với input và bức tường mình có hai loại ở đây, thì mình sẽ định nghĩa như thế này. Phong family thì ở đây mình sẽ dùng ở trên, thực ra là mình định nghĩa lại đây vì có những hình duyệt chúng ta định nghĩa cho body rồi nhưng nó lại không nhận cho, hoặc là cho sao rồi nhưng nó lại không nhận cho cái từng cái thẻ riêng này. Đó, được chưa các bạn? Phong family mình vẫn dùng phong đây, thì các bạn thấy tính chất kế thừa ở đây có thằng phong kia mình đã khai báo ở trên, và đây mình sẽ gọi lại một lần như thế này thì nó cũng đỡ hơn rất là nhiều. Phần phong size mình sẽ không tác động nữa, đây được chưa, phần phong size thì mình sẽ để trên rồi, mình sẽ copy nó xuống đây. Đó, được chưa? Phong width 300 các thứ mình sẽ để nguyên ở kia, border box các thứ, border radius đối với phần này mình sẽ để là 0, tức là cái border radius này nó là cái tính bo của nó, được chưa các bạn? Rồi, và đối với button thì khi các bạn trò vào button này, đó nó đang mũi tên này, thì mình muốn chuyển nó thành mũi tên bàn hình bàn tay, giống như chúng ta click vào liên kết ấy, thì chúng ta có một cái cursor là pointer như thế này. Đó, được chưa các bạn? Thì lúc này các bạn chuyển này, đó, được chưa? Đó, phông chữ của nó đã to lên sau khi mà chúng ta apply vào này, được chưa các bạn? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ định nghĩa cho form login. Form login của chúng ta có class là gì? Đây, login form thì chúng ta sẽ làm cái này. Chúng ta sẽ margin 0 pixel là để tạo khoảng cách giữa phía trên khoảng 100 pixel, và auto để cho nó ra giữa. Đây, được chưa? Lúc này chúng ta chạy lên này. Đó. Ở chưa ra giữa à? Chưa ra giữa bởi vì chúng ta khi mà sử dụng margin này chúng ta sẽ phải có cái độ rộng cho nó. Thì đây mình sẽ để max width khoảng 35 em như thế này, và mình sẽ để padding cho cái này khoảng 1.5. Đó, mình chạy lại này thì các bạn sẽ thấy nó bắt đầu ra giữa. Đó, được chưa các bạn? Nó bắt đầu ra giữa rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ định nghĩa vào các input trong thẻ form. Các bạn thấy này, đó, chúng ta sẽ định nghĩa các input trong thẻ form này từ đây, từ trong, chúng ta sẽ đi từ bên ngoài mà vào đây. Từ thẻ form này chúng ta định nghĩa vào các input thì chúng ta gọi như thế này, input như thế này, và ở trong đây chúng ta sẽ có ví dụ anh đẹp padding của nó là 1.5 rm như thế này, và chúng ta định nghĩa cho border đường viền ấy, 1 pixel solid, kiểu solid, và chúng ta sẽ có cái mã màu này, nó nhạt nhạt thôi, color màu chữ cho input thì mình sẽ để màu này, và border radius cho phần input, border radius cho phần input mình để khoảng 4 pixel, và margin bottom 1.5 em như thế này, được chưa? Đồng thời mình sẽ để display là block cho thẻ input width, mình để rộng 100% thì nó sẽ không vượt quá, nó rộng 100% theo cái kích thước của cái thẻ form kia, được chưa các bạn? Transition border, ở đây transition border mình sẽ để là border
0.25. Đây, và mình sẽ line này như thế này. Đó, ok chưa các bạn? Và không biết thì mình để normal. Đó, có nghĩa là không in đậm, chạy lên. Chúng ta sẽ có sự thay đổi một chút về form. Đó, các bạn sẽ thấy form nó hơi nhạt một chút. Đây, chúng ta được cái form như thế này. Ok chưa các bạn? Nó gần giống bên này chưa? Nó gần giống rồi. Chúng ta sẽ phải có sự thay đổi ở đây nữa. Đây, ok chưa? Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đổi cái màu cho input khi mà người dùng cái chuột vào. Khi người dùng trỏ chuột vào như thế này này, các bạn thấy là khi trỏ chuột như thế này, anh muốn thay đổi cái phần input này cho cái border thì anh sẽ sử dụng focus như thế này. Đó, thì chúng ta sẽ có border color. Mình sẽ để bằng chính cái màu ở trên mà mình đã định nghĩa. Đây, primary. Đó, được chưa? Chạy nó lên thử nhá. Đó, được chưa? Focus này. Đó, ok chưa các bạn? Đó, đậm hơn đấy, kiểu vậy. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ định nghĩa đến cái phía bên dưới forgot. Cái phông chữ này của anh đang hơi to, khả năng anh sẽ giới hạn nó HTML cho cái phần phông size của anh nó khoảng bao nhiêu phần trăm thôi. Ví dụ đây anh sẽ để vào phông size anh khoảng 62.5%. Chạy lên nào. Đó, nó nhỏ hơn và nó xinh xắn hơn rất nhiều. Được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ định nghĩa đến cái link ở phía dưới này. Trước khi định nghĩa đến thằng forgot password. Được chưa? Và thôi, anh sẽ làm với thằng này trước. Làm với thằng link này trước. Thằng icon nó sẽ phải nằm ở đây. Được chưa các bạn? Icon kia nằm ở đó. Thì chúng ta sẽ định nghĩa vào cái class. Các bạn biết là chúng ta đang có một cái class này. Deep này, anh để một cái class là password đây. Forgot. Đó. Thì chúng ta có class này rồi. Chúng ta muốn đặt cái vị trí của cái thẻ span này nằm cố định ở góc bên phải của cái button này. Button password này. Thì chúng ta sẽ move nó lên bằng thuộc tính position. Thì cái bao toàn bộ cái icon mark này và cái input password này là cái thẻ div, nên chúng ta sẽ đặt position relative cho cái thằng này. Thì tất cả những thằng ở bên trong nó sẽ là absolute, đúng không? Thì ở đây, từ trong form anh sẽ định nghĩa như thế này, chấm login form và trỏ đến div có class là này, anh để position là relative, thì những thằng ở bên trong anh hoàn toàn có thể đặt là absolute, có đúng không các bạn? Và absolute này anh sẽ đặt cho thẻ nào? Anh sẽ đặt cho thẻ A. Đây, anh sẽ đặt cho cái thẻ span là show password này là absolute. Anh sẽ đặt ra như sau. Thì đây, chúng ta sẽ gọi thẳng như thế này, span. Thì position của chúng ta sẽ là absolute. Được chưa? Top nó khoảng, anh để khoảng 50%. Chúng ta có thể thay đổi sau nếu mà nhìn nó lệch. Cách bên phải khoảng bao nhiêu? 1.5 rm như thế này. Và anh sẽ có transform. Với cái transform ở đây anh sẽ để là transform. Đó, anh sẽ để là translate là khoảng -50%. Được chưa? Và màu chữ color đó, anh sẽ để là CCC. Khi kích vào thì anh sẽ để hình bàn tay. Cursor sẽ là pointer. Đó, được chưa? Chúng ta chạy nó lên này. Chúng ta đã di chuyển được cái này lên. Đó, ok chưa? Nhưng ở đây nó có vẻ hơi lệch một chút xíu, các bạn nhìn thấy không? Nó hơi lệch. Rồi, anh sẽ tác động vào cái input trước, để cái padding right khoảng 4 em đi. Thì đây anh sẽ đổi nó như thế này. Top nó sẽ khoảng 40% thôi. Đó, thì nhìn nó ổn hơn. Đó, được
được chưa các bạn? Đó, như thế này thôi là chúng ta đã có được cái form như thế này rồi. Và bên dưới này bây giờ anh sẽ đi định nghĩa cho button là xong. Đó, cái link forgot này chúng ta đổi màu đi là được, không cần phải làm quá cầu kỳ ở đây. Thì đối với link forgot thì anh sẽ làm như sau. Chúng ta có thẻ A đúng không, có class là forgot này. Chúng ta sẽ định nghĩa đối với những thẻ A có class là forgot và nằm ở trong form thì thêm cái này nữa để đảm bảo là sau này nếu có cái class forgot nào ở bên ngoài nó cũng không bị ảnh hưởng. Display thì chắc chắn là inline block để chúng ta đẩy cái button đi xuống. Display sẽ bằng inline. Inline block được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ có text transform sẽ bằng upper case, và color chúng ta cũng sẽ để đúng cái màu mà chúng ta đặt để cho những chỗ khác. Font width khoảng 600. Font width chúng ta để khoảng 600 như thế này. Được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ có phần Merging Bottom tạo ra một cái khoảng cách phía dưới 1.5. Đó, chúng ta chạy nó lên này. Đó, ok chưa? Khá đậm. Mình không thích cái đậm này. Đó, các bạn có thể đổi đi. Đặt cho nó một cái font size nhỏ hơn đi. Font size khoảng 1.2. Chạy nó lên. Rồi, ok, tạm chấp nhận được. Ok chưa các bạn? Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ làm gì? Cái màu này nó không, có vẻ không được sáng lắm. Nhưng thôi, không sao. Tiếp tục chúng ta sẽ định nghĩa cho cái button. Button của chúng ta ở đây, chúng ta định nghĩa nó như thế nào? Thì chúng ta sẽ xử lý nó như sau. Đối với button, anh sẽ tạo ra một cái, xem nào, cái này chúng ta sẽ chỉ cần width 100 cho button thôi là được. Các bạn phân tích đúng là như vậy không? Chúng ta sẽ xử lý cho button như sau. Chỉ cần các bạn đặt width 100 thôi là nó sẽ xuống dưới. Button này của chúng ta, ta là submit, anh sẽ đặt một class đây cho nó dễ. btn sign in đi. btn sign in cho nó dễ nhớ. Anh sẽ định nghĩa nó như sau. Chúng ta gọi đến button có class là như thế này. Để chơi width 100 là nó ngay lập tức nó sẽ xuống dưới. Padding để là 1.5 rm. Và chúng ta sẽ có border radius. Radius sẽ bằng 4 pixel. Color chúng ta tức là để màu trắng cho nó. Background color, background thì chúng ta sẽ dùng cái mã màu kia, primary key Mary như thế này. Và text transform anh sẽ để là uppercase. Text transform sẽ là uppercase chữ hoa đấy. Đó, ok chưa các bạn? Sau đó chúng ta sẽ chạy lên, các bạn sẽ thấy có sự thay đổi như thế này. Đó, ok chưa? Vậy là chúng ta có được cái form như thế này. Được chưa? Cái border của cái input này thì nó đang hơi đậm, đang hơi nặng màu so với cái kia, vì chúng ta đang định nghĩa nó ở trên này. Đây, thì anh sẽ đổi, đây sẽ là border, anh để là 5 đi. Border color là một cái màu khác đi, 333 đi, thì nó đỡ hơn không? À, EEE thì đúng không? Sorry, nó sẽ là EEE thì nó nhạt hơn. Đó, được chưa? Nhưng mà nó hơi gần, để này nó sẽ hơi gần. Anh sẽ để border nặng. Chúng ta chạy nó lên này. Đó, mình nhìn nó cảm giác nó mượt hơn. Được chưa các bạn? Thì đây là cái form mà chúng ta làm được. Bây giờ ví dụ anh để vào đây và anh nhập password này. 6, 7, 8 là sự như vậy. Vấn đề tiếp theo của chúng ta cần làm đó là gì? Chúng ta cần phải show hiển thị được password khi mà người dùng click vào đây. Vậy khi người dùng click vào đây chúng ta sẽ show password như thế nào? Thì đơn giản thôi, chúng ta sẽ sử dụng JavaScript. Về bản chất, anh sẽ phân tích cho các bạn để các bạn thấy nó dễ như thế nào. Về bản chất,
với tile là password thì mặc định nó sẽ ẩn như thế này, nhưng nếu mà chúng ta chuyển cái tile này thành text thì ngay lập tức nó sẽ show lên đó. Thì về bản chất khi mà click vào cái mắt kia, chúng ta sẽ chuyển cái tile này thôi, tức là thay đổi lại cái thuộc tính, cái attribute của cái thẻ input của tile là password này thành text và thành password đó khi click vào. Được chưa các bạn? Thì chúng ta kiểm tra nó dễ dàng như thế này. Đây, chúng ta sẽ làm nó dễ dàng như thế này. Bây giờ anh sẽ viết ra vào shift cho phần này. Đó, thay vì anh viết nó ở một file mới, tại vì code nó cũng ít nên là anh sẽ viết tạm ở đây. Trong thực tế các bạn nên viết ở bên ngoài một file độc lập nhé, để chúng ta dễ quản lý hơn. Nhưng khi mà training thì anh sẽ viết ở đây, để khi các bạn mở file lên các bạn đọc nó cũng dễ dàng hơn vì code nó không nhiều. Đó, nhớ cho anh cái đó, không lại bảo anh Khôi dạy là ném hết vào đây thì sẽ không ổn, nghe chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cần phải viết sự kiện gì? Chúng ta sẽ viết sự kiện khi người dùng click vào đây, thì chúng ta sẽ viết cái này, sử dụng DOM thôi. Document.query selector như thế này. Chúng ta sẽ chọn đến cái gì? Chọn đến cái có ID là password. Đây, được chưa? Anh sẽ tạo ra một cái constant là password element như thế này, bằng cái này, được chưa các bạn? Đó, chúng ta sẽ chọn ra được cái này. Đây, constant lên. Bây giờ chúng ta sẽ viết sự kiện là khi người dùng click vào cái này, có nghĩa là khi chấm chấm cái gì các bạn? Chúng ta sẽ có một cái là add event listener, không biết các bạn còn nhớ không? S event listener, không biết các bạn còn nhớ cái này không? Sự kiện đấy sẽ là click và nó là một hàm callback function, nên chúng ta sẽ có function như thế này, alert lên cả click thử nhá. Đây, chúng ta sẽ chạy nó lên, viết JavaScript các bạn không cần chấm phẩy cũng được, một số cái bây giờ nó bỏ không có chấm phẩy luôn, đặc biệt là khi các bạn sử dụng cái ESLint. Đây, khi click vào này, có lỗi gì này? À, có phải click trượt à? À, rồi. Ok, chúng ta đã chọn đúng cái thẻ span chưa? Chưa các bạn ạ. Đây, chúng ta đang chọn nhầm selector của element. Element không phải password element, mà đây nó sẽ là rồi mình sẽ khai báo một cái password element và thêm một cái constant nữa là password gọi là show password element. Đó, khi click vào cái mắt đó thì chúng ta sẽ bật cái này lên như thế này. Nhưng mà đây chúng ta phải đổi nó thành class. Class này. Đây. Đó, được chưa các bạn? Chúng ta sẽ phải đổi nó thành show password như thế này. Đó, chạy nó lên thôi. Đó, ok chưa? Đó, rồi. Sau khi mà chúng ta click vào cái mắt này rồi, chúng ta lấy ra thằng password element, được chưa các bạn? Chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Chúng ta sẽ sử dụng cái thuộc tính get attribute đây của JavaScript. Đây, chúng ta sẽ là get attribute có s nhé. À, attribute này là một nên là chúng ta sẽ có tên attribute là tile như thế này, được chưa? Và đây anh sẽ tạo ra một biến let bằng cái attr tile alert lên này, attr tile. Chúng ta lấy ra được cái attribute tương ứng này. Đó, nó là password. Chúng ta sẽ làm một việc như thế này, chúng ta kiểm tra nếu mà thằng này là password, chúng ta show nó lên này, nếu bằng password. Đó, thì chúng ta làm gì?
Được chưa? Thì chúng ta sẽ gọi đến cái thằng password element này. Chúng ta sẽ set lại, set attribute type bằng text. Đơn giản như thế này. Được chưa các bạn? Trái lại thì sao? Trái lại thì sao? Trái lại chúng ta lại set nó lại bằng password. Có nghĩa là khi người dùng return á, sau đó thì anh sẽ return luôn, dừng nó luôn đấy. Được chưa? Trái lại nó không phải là password thì chúng ta sẽ set ngược lại nó bằng password. Đó, nó đơn giản như thế này. Đó. Được chưa các bạn? Bây giờ chúng ta chạy ra lên này. Ví dụ chúng ta nhập password như thế này. Xong 2. Đó, đơn giản không? Đó, chỉ có mấy dòng code thôi. Thì đây là một cái case study, một cái form mà chúng ta sử dụng các kiến thức về HTML, CSS, JavaScript để chúng ta hoàn thiện một cái form như thế này. Được chưa các bạn? Đó, thì các bạn hãy thử nó ở trên máy của mình thì chắc chắn là các bạn sẽ nắm được từng cái bước mà mình hướng dẫn ở đây. Và các bạn làm theo từng bước như vậy thì các bạn hiểu được cái flow khi mà dựng một cái giao diện. Cụ thể đây là một cái form đơn giản như thế này. Đó, các bạn hãy lấy cái phần link của form chữ ở dưới video này và hãy comment nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến phần này. Các bạn hãy thực hành nó trên máy của mình. Chúc các bạn học tốt.